AFF mổ bằng trích và quả penalty Việt Nam với Malaysia. Kết luận cuối cùng khiến cổ động viên Malaysia đau đớn. Sau trận đấu, Malay yêu cầu AFF mổ băng xem lại pha bóng dẫn đến quả 11m dành cho đội tuyển Việt Nam. Câu trả lời của AFF và những người có chuyên môn khiến cả Malay chết lặng. Theo cựu trưởng ban trọng tài, ông Dương Văn Hiền, việc đội tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền là chính xác. Phút thứ 60 của cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Malay, hậu vệ Azam Ami đã vung chân ra đạp vào đầu của Văn Hậu sau khi cả hai ngã vào bảng quảng cáo. Sau khi tham khảo trọng tài biên, trọng tài Sato đã quyết định rút ra tấm thẻ đỏ cho cầu thủ của Malay và cùng với đó là quả penalty cho đội tuyển Việt Nam. Nói về tình huống này, cựu trưởng ban trọng tài, ông Dương Văn Hiền khẳng định vị vua áo đen người Nhật Bản đã làm đúng luật. Hai cầu thủ đã ra ngoài khu vực thi đấu nhưng bóng vẫn còn trong cuộc. Do đó, theo luật, trọng tài sẽ kéo điểm phạm lỗi vào điểm gần nhất trên mặt sân thi đấu. Đó là vòng cấm địa nên penalty là chính xác. Trọng tài Nhật Bản đã theo sát tình huống nên phát hiện được pha va chạm của hai cầu thủ sau khi bóng được đá ngược lên trên. Phương pháp của trọng tài là vẫn theo dõi tiếp điểm nóng để nắm được tình hình. Nhiều khán giả không hiểu vì sao lại có quả 11m. Ông Hiền phân tích, việc Azam Ami bị tước quyền thi đấu và cùng với đó là quả phạt đền khiến các cầu thủ áo vàng đen tỏ ra không hài lòng. Ở tình huống đá 11m sau đó, Quế Ngọc Hải đã không mắc sai lầm để nâng tỷ số lên 2-0. Cuối trận đấu, Hoàng Đức đã lập công để ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho đoàn quân áo đỏ. Trong cuộc đọ sức này, tuyển Việt Nam cũng đã phải chơi thiếu người từ sớm khi mà Văn Toàn phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai ở phút thứ 33. Báo Thái Lan nhận định về quả penalty trận Việt Nam-Malaysia. Tờ Thailand nhận định tuyển Việt Nam đã được hưởng lợi từ một quả penalty trong hiệp 2 trận đấu với Malaysia ở AFF Cup. Trên sân Vĩnh Đình, tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-0 trước Malaysia, qua đó có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận và trở lại ngôi đầu bảng, mở ra cơ hội lớn để góp mặt ở vòng bán kết AFF Cup 2022. Đã có những tranh cãi nhất định xung quanh tình huống đội tuyển Việt Nam được hưởng penalty. Quyết định này của trọng tài khiến các cầu thủ Malay phản đối dữ dội vì pha phạm lỗi bên ngoài sân, khó thấy trên truyền hình. Tuy nhiên thì trọng tài Sato vẫn giữ nguyên ý kiến và thậm chí còn rút thẻ đỏ đuổi Azam Ami sau pha phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải bình tĩnh nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Thừa thắng xông lên, đội chủ sân Mỹ Đình có bàn ấn định chiến thắng 3-0 do công của Hoàng Đức ở phút thứ 83. Viết về trận đấu Thailand, tờ báo của tờ Thái Lan giật hàng tít lớn. Làm thế nào trọng tài có thể ra quyết định như vậy? Hãy xem clip cầu thủ Việt Nam va chạm với đối thủ nhưng được hưởng phạt đền, còn Malaysia thì phải nhận thẻ đỏ. Trong bài viết này, tờ báo xứ sở Chùa Vàng mô tả quả penalty mà đội tuyển Việt Nam được hưởng là một bí ẩn. Tờ báo này nói thêm, trong pha tranh chấp Văn Hậu chứ không phải là Azam Ami mới là người ở trong tình thế bất lợi. Do vậy, tờ báo Thái cho rằng hậu vệ trái của tuyển Việt Nam đã phạm lỗi. Tuy nhiên, trọng tài người Nhật Ryuji Sato thay vì thổi phạt Văn Hậu thì lại làm điều mà cả người hâm mộ trên sân lẫn khán giả qua TV đều không ngờ tới. Ông ấy cho đội tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền, ngoài ra còn rút thẻ đỏ đuổi Azam Ami. Đó quả thực là quả penalty bí ẩn, tờ Thailand nhận định. Sáng 28 tháng 12, ngay sau trận thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Singapore chuẩn bị cho trận đấu ở lượt 3 bảng B AFF Cup 2022. Xuất hiện tại sân bay quốc tế Nội Bài vào sáng nay, huấn luyện viên Park và các cầu thủ đều thể hiện tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Chiến thắng 3-0 trước Malaysia tối 27 tháng 12 đã đưa tuyển Việt Nam lên vị trí nhất bảng B với 6 điểm. Phía trước, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ có nhiều cơ hội để giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng B. Sau khi đến Singapore, theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập ngay chiều nay trên sân của Jalan Besar từ 18 giờ đến 19 giờ. Buổi tập chủ yếu để các cầu thủ làm quen với điều kiện thời tiết tại Singapore, đồng thời giúp các cầu thủ vừa ra sân ở trận đấu với Malaysia thư giãn, hồi phục thể lực. Đoàn Văn Hậu và hai mặt của một lối chơi. Hậu vệ sinh năm 99 có mặt ở tất cả các điểm nóng trong trận, từ các pha chơi bóng tiêu xảo đến bước ngoặt thẻ đỏ và quả penalty cho tuyển Việt Nam trước Malaysia. Dự âm trận thắng 3-0 của thầy và trò ông Park Hang-seo không nằm ở chiếc thẻ đỏ của Nguyễn Văn Toàn hay là ba cầu thủ ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Đoàn Văn Hậu. Số 5 bên phía của đội chủ nhà là tâm điểm bởi các pha tiểu xảo nhằm mang lại lợi thế cho đội nhà. Tiểu xảo của Văn Hậu. Đầu tiên là tình huống Văn Hậu húc ngã số 2 Azam Ami bên phía Malaysia trong vùng cấm địa của tuyển Việt Nam. Anh chạy chắn bóng để thủ môn Đặng Văn Lâm băng lên bắt nhưng bị Ami lao lên đe dọa. Lo ngại đối thủ băng lên quá nhanh, hậu vệ 23 tuổi húc ngã số 2 bằng vai. Ami đau đớn và dính đòn. Một trọng tài Việt Nam nhận định, tình huống này trọng tài có thể thổi phạt Văn Hậu vì phạm lỗi. Anh đã không chơi bóng, hay ít nhất là kiểm soát bóng trước khi chủ động phạm lỗi với cầu thủ Malaysia. Đây là pha phạm lỗi nguy hiểm sát vùng cấm. Nếu không may, tuyển Việt Nam có thể bị phạt đền.
Nhiều cầu thủ cho rằng việc dùng vai tranh chấp là hợp lệ nhưng không hoàn toàn đúng. Chúng ta có thể thấy Thành Trung giải thích với trọng tài là Văn Hậu huých bằng vai thì không có lỗi. Điều này không đúng, vai cũng là một bộ phận chơi bóng hợp lệ, nhưng phạm lỗi bằng vai thì vẫn tính lỗi, vị này nói. Ở tình huống thứ hai, Văn Hậu tranh chấp với hậu vệ Malaysia khác là Sharun Azem. Anh cài người rồi vung tay phải để giật trỏ đối phương đang lao lên từ phía sau. Hậu vệ này ức chế nên đánh vào đầu Văn Hậu. Trọng tài dường như không thấy động tác phi thể thao của cầu thủ Malay nên chỉ phạt thẻ vàng. Văn Hậu bị đánh nguội và thoát được tình huống giật trỏ đối phương trước trọng tài Sato. Ở tình huống thứ ba cũng là bước ngoặt của trận đấu, Văn Hậu đã đẩy Azim ngã và cả hai lao vào bảng quảng cáo. Trọng tài Sato cho trận đấu tiếp tục. Ông vẫn theo sát tình huống và phát hiện là Azim đã đá nguội Văn Hậu nên thổi phạt và cho tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền. Pha trả đũa của Azim xứng đáng nhận thẻ đỏ nhưng trọng tài cũng đã bỏ qua tình huống thổi phạt Văn Hậu. Chiến thuật của ông Park. Cả ba tình huống va chạm của Văn Hậu đều gây tranh cãi. Trên các trang mạng xã hội quốc tế, nhiều ý kiến chỉ trích cầu thủ số 5 của tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, trọng tài người Nhật Bản ông Sato cũng bị ý kiến nhiều trong cả ba pha bóng này. Các cổ động viên Malay đặc biệt là lên án vụ áo đen sau trận đấu. Ông Sato có tiếng ở khu vực châu Á, từng là trọng tài nước ngoài đầu tiên được mời bắt V-League 2014. Ông đã không thể dự World Cup 2022 do chưa được đánh giá cao ở vòng loại World Cup 2022, trong đó có trận thua 1-2 của Malaysia trước Việt Nam ở UAE. Ông từng thổi phạt đền khi Văn Toàn ngã trong vùng cấm địa. Lần này ông đã đuổi Văn Toàn sau hai lần rút thẻ vàng cho tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai. Trở lại với Văn Hậu, anh được đồng đội và huấn luyện viên Park bảo vệ sau trận đấu. Ông Park cho rằng bóng đá là môn thể thao đòi hỏi va chạm. Trận này các cầu thủ chơi quyết liệt vì họ quyết tâm cống hiến cho đội tuyển và để giành chiến thắng. Họ làm theo luật bóng đá nên không thể gọi đây là trận đấu bạo lực. Trung vệ Quế Ngọc Hải phát biểu sau trận: nguy hiểm hay bạo lực thì hai đội đều phải tôn trọng quyết định của trọng tài, luật chơi phải vậy. Việc Văn Hậu đá rắn gây ức chế cho đối phương không khiến mọi người bất ngờ. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam cũng biết được điều này. Huấn luyện viên Park bình thường sẽ phản ứng gay gắt với trọng tài nếu cầu thủ đội bạn có hành vi như Văn Hậu, nhưng ông hoàn toàn bình thản khi cậu học trò thi đấu theo phong cách này. Văn Hậu nhiều lần cũng đối diện với chỉ trích về cách chơi ở V-League, nhất là sau khi trở về từ Hà Lan. Anh thẳng thắn đối mặt với các câu hỏi và bày tỏ rằng mình vẫn sẽ chơi như vậy vì lợi ích của câu lạc bộ và đội tuyển Việt Nam. Thực tế cho thấy Văn Hậu đã mang về lợi thế lớn cho tuyển Việt Nam. Anh gây ức chế cho đối thủ, khiến các hậu vệ Malay mất bình tĩnh, tìm cách trả đũa và lãnh thẻ phạt. Hậu vệ sinh năm 99 cũng không để mình bị thẻ phạt, hoặc là may mắn anh không bị trọng tài trừng phạt, bắt lỗi. Nói đi cũng phải nói lại, cách chơi của Văn Hậu khiến khán giả thực sự lo lắng. Nguy cơ cầu thủ này bị chơi xấu, lãnh thẻ, tuyển Việt Nam thiệt quân là điều có thể dễ dàng nhận thấy, dù nó chưa đến. Tuy nhiên nếu Văn Hậu đã chọn cách chơi này, anh cũng phải xác định rủi ro cho mình. Đánh bại Malaysia 3-0 nhờ các bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Hoàng Đức, cánh cửa đi tiếp vào vòng bán kết AFF Cup 2022 đang rộng mở với tuyển Việt Nam. Đáng chú ý theo nhận định của bình luận viên Ngô Quang Tùng, huấn luyện viên Park Hang-seo dường như vẫn chưa tung hết bài trong trận đấu vừa qua. Cụ thể, bình luận viên Ngô Quang Tùng chia sẻ trên Soha: tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta vừa thắng bằng các tình huống cố định hoặc là tình huống có sự ngẫu nhiên, chứ phải là kết quả của sự dàn dựng lớp láng. Như vậy, lối chơi của đội tuyển Việt Nam sẽ được điều chỉnh, vẫn còn những sự đột biến và tôi vẫn chờ đợi điều này. Phán quyết có thể ra sân, Quang Hải đá chính ngay từ đầu có thể giúp đội tuyển Việt Nam chơi uyển chuyển hơn, kiểm soát tốt và nhiều điểm nhấn hơn. Trận đấu vừa qua yếu tố hên xui là hơi nhiều. Có thể thấy đây cũng là cách của ông Park, nhưng không chắc chắn về điều này. Tôi nghĩ ông Park muốn chơi tấn công, nhưng hàng tiền vệ ở trận này không ổn. Còn thắng thế nào thì đều là quý cả. Tôi nghĩ hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam đã đúng sức thì vẫn có nhiều bài vở khác có thể xuất hiện. Tôi chờ đợi ở trận đấu này, nhưng hôm nay chưa có nhiều tình huống phối hợp.